Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Duy Anh Audio. Hôm nay em xin giới thiệu ở đây có một cái đầu máy của Sony. Cái quay nháy và chỉnh cái quay. Chế độ tăng bass DBFB. Ở đây có hai thớt của Kenwood âm đi và hệ thống chỉnh equalizer. Tất cả đều là hàng nội địa của Nhật, sử dụng điện 100V. Sau đây em sẽ đi báo giá hai cái sản phẩm này, sau đi chi tiết hơn một chút. Thì đầu máy của Sony này với giá là 1.300.000 đồng, còn của Kenwood là 1.800.000 đồng, nó gồm hai thớt giờ. Thì sau đây em sẽ giới thiệu con Sony này trước. VK55 dòng hi-fi này, cái này thuộc phân khúc của dòng trung. Kích thước như sau ạ: chiều ngang 28, chiều sâu 20 và chiều cao 20, chiều sâu 30. Đánh một sò STK. Nguồn rất là lớn. Hàng zin chất vải. Sony điện 100V công suất 86W này. Hàng made in Japan. Ở đây có cổng cắm kết nối với thiết bị điện thoại, máy tính và cổng AD. Dòng này đánh loa trở kháng từ 6 đến 16 ohm. Đây là cái nắp đậy của nó, rất là đẹp. Đây, chỉnh các cần riêng biệt đây. Đấy. Có 5 cần, 1, 2, 3, 4, 5. Ngoài cùng bây giờ là giải check, giải 1K này là giải mid này. Ngoài cùng bên trái nó bây giờ là giải bass. Ngoài ra đây có chế độ tăng thêm bass DBFB đặc trưng của cái dòng Sony. Và các bác muốn nghe nhạc non top DJ thì các bác bật chế độ GROVE này thì nó khiến tiếng bass nó lên cực kỳ sâu và nhiều, dành cho những bản nhạc DJ hay là non top. Các bác có thể tùy chỉnh cái đây và cái chế độ memory, chế độ lưu kênh, chế độ phúc sinh là chế độ chuyển kênh. FM dòng này chỉ đến 90 thôi, nó không có tần số Việt Nam. Các bác nhìn 90 hết này. Đấy. Đấy, các bác về chỉ có nghe cắm điện thoại, máy tính, TV qua cái cổng 3.5. Sony này thì phải nói là nó thiết kế để nghe siêu bass luôn. Đấy. Rất nhiều bass. Và các bác có thể tùy chỉnh được bass ít, bass nhiều. Tùy chỉnh qua cái chế độ chỉnh equalizer. Đấy. Qua cái này thì các bác có phù hợp được rất nhiều các dòng loại nhạc pop, classic hay là acoustic gì đấy thì các bác tùy các bác sở hữu. Giá 1.300.000 đồng. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Tiếp theo đây là hai thớt của Kenwood. Kích thước của nó như sau: chiều ngang 27, chiều cao của hai thớt cái này đè đặt lên trên này thì chiều cao là 20 và chiều sâu cũng là 30. Đánh là 4 con sò than. Quá nhìn. Dòng là dòng A5. Ở đây trên này thì hệ thống trên mặt này chủ yếu là các cái chỉnh của FM thôi, nhưng dòng này FM tần số 90, có một cổng kết nối điện thoại máy tính qua cổng AUX này. Đấy. Đây là các cái cổng, nói chung chỉ có cái mỗi cổng AUX thôi. Đấy. Ở đây có một cái chế độ tăng bass gọi là như kiểu loudness trên cổng kết nối N.B.C.Cruz này. Các bác có thể nghe tiếng bass nó xuống rất là sâu. Chế độ tăng bass ở đây. Ngoài ra thì có thể chỉnh được equalizer. Đây. Đấy. 1 này, 2 3 4 5 6 7. Nó có 7 giải riêng biệt. Đấy.
7 giải riêng biệt. Rất nhiều cái tùy chỉnh. Còn một dòng Kenwood A5. Còn này thì đèn này quay nháy thì có vẻ đẹp hơn rất là nhiều. Đây các bác có thể xem nội thất bên trong của cái thước Equalizer này. Đầy chi chít máy luôn. Còn đây là hai cái nắp máy rất là đẹp. Kenwood này là hàng nội địa của Nhật, sử dụng điện 100V. Điện 100V, công suất 55W, hàng Made in Japan. Cái công suất này thì có vẻ như hơi là ảo so với cái hai cái thước này, thì vì nếu mà so thì mới dàn mini nó cũng tầm 450W rồi, mà cái này nó ghi chỉ có 55W thôi. Nhưng mà nó đánh hơn 4 con sò than này. Các bác có thể ghép vào những cặp loa bass 20, dòng này có thể bass 22 đổ về, đánh rất là hay luôn. Ở đây thì có một cổng output để kết nối điện thoại máy tính này. Dòng này thì nó hơi khiêm tốn một chút, đó là nó đánh loa trở kháng từ 8-16 ohm. Loa như thế này rất là căng luôn, khỏi phải nghĩ các bạn. Giá là 1.800.000 đồng cho dòng Kenwood này, đánh 4 con sò than. Sò than này chất âm, dòng sò than rất là khỏe. Còn những cái dòng sò STK thì tiếng mềm mại hơn. Đây là vẫn thuộc vào tầm trung. Hàng nhẹ cho em qua số điện thoại 0961225555. Cảm ơn các bác xem video và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Xin chào.